Xin chào tất cả các bạn đã đến với NC Channel và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cái kệ huyền thoại của mình. Đây đầu tiên là có những cái xe rồi. Đây nữa nè. Những cái xe xúc rồi robot Lego, những chiếc xe Lego rồi. Và đây là một đống nhân vật, những em mini figure luôn nha các bạn. Đó. Cả khủng long dạ quang nữa. Còn như đây là những cái thứ linh tên mình còn chưa cấp được, những cái mà mình chế ra, như là cái nấm trong Mario đồ, cái bắp bên nè nó, những cái mô hình đó. Còn như đây là nguyên một đống xe Lego luôn nha các bạn. Nó có cái vòng Tiger Remix năm 2020 mình lấy được nè. Rồi có bên này nữa. Và nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, share và đừng quên bấm nút subscribe để nhận được những thông báo mới từ kênh NC Channel nhé. Tạm biệt.